Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Thượng Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tuổi 1972, tuổi Nhâm Tý, xây nhà trong năm 2023 thì có tốt không và xây vào thời điểm nào. Đó. Thì trong cái video này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đầu tiên chúng ta xét xem tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 xây nhà trong năm 2023 có được không. Nội dung thứ hai là để tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn là những tuổi nào tốt để động thổ cho những gia chủ tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý. Nội dung thứ ba tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn là năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 xây nhà hướng nào là tốt nhất. Nội dung thứ tư tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn là những cái tháng tốt để cho quý vị gia chủ 1972 Nhâm Tý xây nhà. Đó là những nội dung chính trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta bước vào xét là tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý năm 2023 năm Quý Mão có xây được nhà hay không. Thì như quý vị đã biết đấy, những gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2023 là đến 52 tuổi. Đấy. Và để xét được cái tuổi đó có xét được nhà hay không thì chúng ta xét là ba yếu tố, đúng không? Một là kim lâu, hai hoang ốc, ba là tam tai. Năm 2023 năm Quý Mão thì gia chủ tuổi 1972 Nhâm Tý là 52 tuổi. 52 tuổi thì không bị phạm kim lâu. Và hoang ốc ấy thì nó rơi vào nhất cát là tốt. Không bị phạm. Đấy. Nó chỉ bị phạm là tam tai thôi. Tam tai thì những tuổi Thân Tý Thìn thì năm Dần Mão Thìn là bị phạm tam tai. Đó. Như vậy là gia chủ tuổi 1972 Nhâm Tý là không nên động thổ. Không nên động thổ xây nhà nhé, không nên nhé. Trong trường hợp quý vị mà muốn xây nhà thì quý vị cần phải mượn tuổi. Và cái video về mượn tuổi động thổ, mượn tuổi xây nhà thì tôi đã chia sẻ ở một cái video ở trên kênh rồi. Quý vị có thể tìm lại cái video đó để xem và chọn cho mình những cái tuổi phù hợp nhất và tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà cho được hanh thông thuận lợi. Đó. Nội dung thứ ba tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn là cái hướng nào tốt nhất với gia chủ tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý để chúng ta xây nhà trong năm 2023. Thì đầu tiên quý vị biết là những gia chủ tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý thì có cung mệnh là cung khảm thuộc thủy và ở hướng bắc. Đấy. Như vậy những người tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý thì có mệnh trạch là đông tứ mệnh hay là đông tứ trạch. Đấy. Thì với những người đông tứ mệnh, đông tứ trạch thì sẽ có bốn hướng tốt. Hướng đầu tiên là hướng đông, thứ hai là hướng đông nam, thứ ba là hướng nam và thứ tư là hướng bắc. Đó là bốn hướng tốt. Bốn hướng xấu với gia chủ 1972 tuổi Nhâm Tý đó là hướng tây nam, hướng tây bắc và hướng đông bắc. Đấy là bốn hướng xấu. Trong trường hợp gia chủ mà ở vào các hướng xấu như hướng tây được phạm họa hại này, tây nam phạm tuyệt mệnh, tây bắc phạm lục sát và đông bắc phạm ngũ quỷ thì đây là bốn hướng xấu mà quý vị cần phải hóa giải cho nó. Hóa giải bằng cách là sử dụng một cái gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà. Cái gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào. Trên có khắc tám quẻ tiên thiên và ở giữa nó có một cái gương cầu lồi thì đây là một cái pháp khí phong thủy chuyên hóa giải nhà không hợp hướng. Thì quý vị nếu mà trong trường hợp quý vị ở các hướng xấu thì quý vị hãy sử dụng một cái gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà. Sau khi hóa giải cái hướng xấu rồi thì quý vị cũng cần phải chiêu tài lại cho ngôi nhà. Chiêu tài lại cho ngôi nhà bằng cách sử dụng cái bộ mai hoa phú quý. Cái mai hoa phú quý là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng 5 đồng hoa mai và mỗi đồng thì làm bằng đồng đỏ và được mạ vàng 18 hoặc 24K. Đấy, thì đây là cái pháp khí phong thủy được kết theo cái lối kết là chiêu tài kết. Và nó dùng treo trước cửa nhà để chiêu mời cái tài lộc trong ngôi nhà. Đó. Còn nếu mà gia chủ ở các hướng như là hướng bắc này, được phục vị này, đông là thiên y, nam là diên niên và đông nam là sinh khí thì đây cũng là bốn hướng tốt mà quý vị cần phải là kích tài cho nó. Kích tài bằng cách là sử dụng cái bộ mai hoa phú quý treo trước cửa nhà. Đấy, để chiêu tài cho ngôi nhà. Thì ở phong thủy độc tài, cái dây mai hoa phú quý cũng như là cái gương bát quái tinh cầu thì cũng được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Và khi vật phẩm phong thủy mà được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ thì nó mới phát huy được cái công năng phong thủy tốt nhất, nó hóa giải được những xung sát và chiêu được cái tài lộc cho quý vị. Vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vật phẩm phong thủy của phong thủy độc tài. Còn trong trường hợp quý vị mà ở nhà mình mà luôn cảm thấy bất an, cảm thấy là nhà mình luôn có cái gì đó mà mình không muốn về nhà và khi ở trong nhà thì xảy ra chuyện thị phi tranh cãi và cái công danh sự nghiệp của mình nó làm mãi thì nó cũng không được thăng tiến hoặc nó luôn có xảy ra vấn đề trục trặc, luôn bị tiểu nhân hãm hại, vân vân. Đấy, thì trong trường hợp đó quý vị cũng nên mời thầy phong thủy về. Khi thầy về thì sẽ khảo sát, đo đạc và tính toán lại cho quý vị. Đấy, giúp cho quý vị có được một cái bố cục phong thủy nó vượng khí cho tất cả mọi người trong gia đình và khiến khi đó thì mọi người trong gia đình ý, ở trong ngôi nhà đó sẽ được gì? May mắn, sẽ được bình an và có được cái tài lộc, công danh sự nghiệp như ý. Đó. Tiếp theo, nội dung tiếp theo tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc xây nhà trong cái năm 2023 năm Quý Mão cho những gia chủ tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý.
Thì như quý vị đã biết đấy, đất thì có vận đất mà người có vận người. Để xét xét xem là cái đất đó có xây nhà không và xây vào thời điểm nào tốt thì ta phải xét được cái vận đất, đúng không? Và do sự vận hành của các thiên tinh ấy, thì mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi giờ thì sẽ có những cái sao tốt và sao xấu đào đến khác nhau. Vậy đây là chúng ta căn cứ vào các tinh và hung tinh đó, chúng ta chọn ra được những ngày tốt và tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà. Thì đầu tiên chúng ta xét về những gia chủ tuổi Nhâm Tý ở hướng Bắc. Hướng Bắc thì sẽ có ba sơn là Nhâm Tý Quý. Nếu mà những gia chủ tuổi tuổi Nhâm Tý mà trên 72 mà ở nhà hướng Bắc, nó thuộc sơn Nhâm, có độ số từ 337,5 độ đến 352,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Nếu mà nhà quý vị mà ở sơn Tý, độ số từ 352,5 độ đến 7,5 độ thì quý vị xem vào tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Nhà quý vị mà ở sơn Quý từ 7,5 độ đến 22,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 12. Hướng thứ hai chúng ta xét là hướng Đông Bắc. Đông Bắc sẽ gồm ba sơn là Sửu, Cấn và Dần. Thì nếu mà những gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 mà ở vào sơn Sửu ấy, tức là có độ số từ 22,5 độ đến 37,5 độ thì quý vị xem vào tháng 2, tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Trong trường hợp quý vị mà vào sơn Cấn, độ số từ 37,5 độ đến 52,5 độ thì quý vị xem vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Nếu mà quý vị mà ở sơn Dần, độ số từ 52,5 độ đến 67,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 12. Đó. Đó là những cái tháng tốt để chúng ta xây nhà với nhà hướng Đông Bắc. Tiếp theo là hướng thứ ba là hướng Tây Bắc. Tây Bắc sẽ gồm sơn được Tuất, Càn và Hợi. Thì năm 2023 năm Quý Mão nó bị sao Ngũ Hoàng nào đến. Mà Ngũ Hoàng là một trong hung tinh, đâm ra nếu mà trong trường hợp không cấp bách thì quý vị tốt nhất không nên xây, không nên xây mới. Còn trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây nhé, thì quý vị sẽ xem những tháng sau. Nếu mà gia chủ 1972 Nhâm Tý mà ở vào hướng Tây Bắc, nó thuộc về sơn Tuất. Tức là nếu mà đo nhà mình có độ số từ 292,5 độ đến 307,5 độ thì quý vị xem vào tháng 1, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Nếu mà quý vị xem vào đo vào cung Càn, nếu mà nhà quý vị ở mà vào cung Càn ấy, tức là 307,5 độ đến 322,5 độ thì quý vị xem vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Trong trường hợp nhà quý vị mở sân Hợi, tức là 322,5 độ đến 337,5 độ thì quý vị xem vào tháng 1, tháng 3, tháng 5 và tháng 12. Đó là với nhà Tây Bắc. Tiếp theo hướng thứ tư tôi xét là hướng Đông. Hướng Đông sẽ có ba sơn là Giáp, Mão, Ất. Trong trường hợp gia chủ mà ở vào những cái sơn Giáp này, độ số từ 67,5 độ đến 82,5 độ thì quý vị xem vào tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 6 và tháng 12. Trong trường hợp nhà quý vị mà ở sơn Mão, độ số từ 82,5 độ đến 97,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Đó. Nếu nhà quý vị mà ở sơn Ất, độ số từ 97,5 độ đến 112,5 độ, quý vị cũng sẽ xem vào tháng 1, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 12. Đó, đó là nhà hướng hướng Đông. Hướng thứ năm chúng ta xét là nhà hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam sẽ có ba sơn là Thìn, Tốn và Tỵ. Độ số của nó từ 112,5 độ đến 157,5 độ. Trong trường hợp quý vị mà ở vào sơn Thìn, độ số từ 112,5 độ đến 127,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 2. Trong trường hợp mà ở sơn Tốn, độ số từ 127,5 độ đến 142,5 độ thì quý vị cũng xem vào tháng 2, tháng 2 âm lịch nhé. Tất cả các tháng mà tôi trình bày trên đều là tháng âm lịch. Tiếp theo là nếu mà gia chủ mở vào sơn Tỵ, độ số từ 142,5 độ đến 157,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 7. Đó. Đó là nhà hướng Đông Nam. Hướng thứ 6 ta xét là hướng Nam. Hướng Nam sẽ có ba sơn là Bính, Ngọ và Đinh. Độ số của nó là từ 157,5 độ đến 202,5 độ. Trong trường hợp mà quý vị mà ở sân Bính, độ số từ 157,5 độ đến 172,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 1, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Nếu mà nhà quý vị mà ở sân Ngọ, độ số từ 172,5 độ đến 187,5 độ thì quý vị sẽ xem vào tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 12. Nếu mà nhà quý vị ở sân Đinh, độ số từ 187,5 độ đến 202,5 độ, quý vị sẽ xem vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 12. Đó, đó là những nhà hướng Nam. Hướng thứ 7 ta xét là hướng Tây Nam. Tây Nam sẽ có gồm ba sơn là Mùi, Khôn và Thân. Nếu mà gia chủ mà ở vào sơn Mùi, độ số từ 202,5 độ đến 217,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 9 và tháng 11. Trong trường hợp quý vị mà ở sơn Khôn, độ số từ 217,5 độ đến 232,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Nếu mà nhà quý vị mà ở sơn Thân, độ số từ 232,5 độ đến 247,5 độ thì quý vị xây vào tháng 2, tháng 6, tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Đó là nhà hướng Tây Nam. Và hướng cuối cùng, hướng thứ 8 ta xét là hướng Tây. Hướng Tây sẽ có ba sơn là Canh, Dậu và Tân. Độ số của nó là từ 247,5 độ đến 292,5 độ. Trong trường hợp quý vị mà ở vào sân Canh, độ số từ 247,5 độ đến 262,5 độ thì quý vị sẽ xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11.
Nếu mà nhà quý vị mà ở sân rộng, độ số từ 262,5 độ đến 277,5 độ, quý vị cũng sẽ xây vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Trong trường hợp nhà quý vị mà ở sân tân, độ số từ 277,5 độ đến 292,5 độ thì quý vị cũng sẽ xây được vào những tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Như vậy là gì? Tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái tuổi 1972 tuổi Nhâm Tý năm 2023 có xây nhà không, xây hướng nào tốt và xây vào thời điểm nào. Đó. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể cho quay lại tua lại màn hình và có thể chụp ảnh lại hoặc là gì? Ghi lại những cái tháng tốt này để xây nhà, để chúng ta chọn ra thời điểm phù hợp nhất với mình để xây nhà cho được hanh thông thuận lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.